Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng có một bàn tay vô hình đang ngăn cản nỗ lực hội nhập của Việt Nam? Ngày 11 tháng 9, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt nêu vấn đề Tại sao quân ủy Trung ương lại kêu gọi chống diễn biến hòa bình lúc này? Tác giả đề cập đến bài viết Quân đội tăng cường đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình đang trên báo quân đội nhân dân ngày 6 tháng 9 và cho rằng đây chỉ là việc thực thi chỉ thị 24 do Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023. Chỉ thị 24 đánh giá, mọi hình thức hợp tác quốc tế và thương mại đều là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường. Tác giả nhận xét, làn sóng chống diễn biến hòa bình rộ lên hiện nay giữa hai khuynh hướng đối chọi nhau chan chát kể từ ngày ông Tô Lâm lên ngôi mấy tháng này. Có dư luận cho rằng dường như ông Tô Lâm có vài dấu hiệu muốn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của quần chúng nhân dân trong việc chọn nhân sự cho đại hội 14. Trong khi đó, một trend chủ lưu khác, mạnh mẽ không kém, đang đối nghịch với xu hướng này bằng cách sử dụng hiệu ứng đám đông đầy nguy hiểm. Tác giả đánh giá phải có một bàn tay vô hình đằng sau tất cả những chiêu trò cực đoan này. Từ phong trào yêu nước của thanh niên cờ đỏ tràn ngập trên mạng xã hội, đến việc hướng dẫn nhà nhà, người người bôi cờ khắp mọi nơi. Tiếp đến là cao trào phong sát các văn nghệ sĩ nổi tiếng từng lỡ biểu diễn trong các chương trình có cờ vàng trong quá khứ nhằm thể hiện các uy của đảng và chế độ. Tác giả đặt câu hỏi, tại sao lại có chủ trương khủng bố này? Tại sao chỉ dạy thanh thiếu niên, căm thù thực dân, đế quốc mà không dám đề cập đến tội ác của quân xâm lược Trung Quốc trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc, cũng như vai trò của Bắc Kinh trong việc chống lưng cho chế độ diệt chủng bon Pot trước đây, và cả việc ủng hộ cha con Hun Sen hiện nay. Theo tác giả, một bộ phận trong đảng đã có sự tỉnh táo về tác hại của việc gây gậy ông đập lưng ông của loại hồng vệ binh rơi rớt từ thời cách mạng văn hóa của Mao Chủ tịch. Và đây là hình tân tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Vậy tại sao quân ủy Trung ương và ban văn hóa tư tưởng vẫn cho diễn lại những trò cũ mềm nói trên? Không lẽ họ không lường được sự nguy hại của chủ nghĩa dân tộc cực đoan như chính tạp chí Cộng sản từng cảnh báo. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan dễ dẫn đến xu hướng biệt lập, cục bộ, vị kỷ, chống lại xu hướng hợp tác, kết nối và hội nhập quốc tế, thậm chí có thể đi đến thỏa hiệp với chiến tranh xâm lược. Tác giả nhận định những việc làm của dư luận viên từ lực lượng 47 sẽ còn gây ra nhiều chuyện lợi bất cập hại. Tại sao tinh thần chống Mỹ cứu nước vốn được Tổng bí thư Tô Lâm giảng lược trong diễn văn nhậm chức lại được giấy lên vào đúng thời điểm ông chuẩn bị sang New York giữ khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có thể kết hợp thăm chính thức Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ lần này sẽ có sự bàn bạc rất nhiều các biện pháp cụ thể để triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, việc trao cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường vẫn gặp khó khăn vì bị cho rằng điều này chỉ tạo thêm cơ hội cho hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc lách thuế của Mỹ. Cuối cùng vẫn theo tác giả, vấn đề Biển Đông có thể cũng sẽ là một nội dung quan trọng khác trong nghị trình cuộc gặp Biden Tô Lâm sắp tới mà nhiều người tin là sẽ diễn ra. Như vậy, xét từ phương diện cả kinh tế lẫn an ninh, tân tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm rất cần sự hợp tác ngang tầm đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Những cam kết lớn đang được mong đợi. Việc kêu gọi chống diễn biến hòa bình lúc này liệu có phải là cố gắng cản trở nỗ lực hội nhập, ngăn cản Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng có một bàn tay vô hình đang ngăn cản nỗ lực hội nhập của Việt Nam? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những bất cập trong việc mặt trận tổ quốc sao kê tiền quyên góp từ thiện. Ngày 13 tháng 9, BBC tiếng Việt bình luận, mặt trận tổ quốc công bố sao kê có bất cập gì? Theo đó, ngày 12 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải hơn 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ nạn nhân bảo Gia Ghi. Hành động này phần nào thể hiện sự minh bạch trong công tác từ thiện, nhưng đồng thời cũng có một số bất cập. BBC dẫn lời luật sư Phùng Thanh Sơn cho rằng, việc công khai sau kê có thể ảnh hưởng đến quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của người đóng góp theo nghị định 13. Và đây là hình bài trên BBC. Theo ông Sơn, mặt trận tổ quốc cần phải thông báo việc sẽ công khai sau kê trước khi bắt đầu nhận tiền quyên góp. Họ nên có hai tài khoản một công khai và một không công khai để người ủng hộ lựa chọn. BBC cho biết trong tối ngày 12 tháng 9, sau khi bản sao kê được công bố, những cuộc điều tra đã được dân mạng thực hiện để xác định người nào đóng bao nhiêu, đặc biệt là những người nổi tiếng và trước đó đã công khai tuyên bố đóng góp tiền. Theo BBC, việc này gây ra ít nhất 3 hệ lụy như sau. Thứ nhất là lộ thông tin cá nhân của những người liên quan. Thứ hai là những người ủng hộ ít có khả năng bị chỉ trích Thứ ba là khả năng nhầm lẫn, giả mạo danh tính. Ví dụ, có một tài khoản được hiểu là của tập thể anh em rạp xiết trung ương ủng hộ. Không rõ đây có phải là rạp xiết trung ương thật hay không, nhưng việc rạp xiết trung ương bị chỉ trích là chuyện có thật. BBC trích dẫn bài viết trên Facebook của luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu cho rằng ý định của mặt trận tổ quốc là trong sáng. Thế nhưng, sự minh bạch về các khoản chi quan trọng hơn việc minh bạch các khoản thu. BBC nhắc lại việc mặt trận tổ quốc Hà Nội từng bị chỉ trích do chậm trễ trong việc giải ngân tiền từ thiện trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người chết. BBC nhận xét, hành động công khai sau cái lần này được cho là cách mà mặt trận tổ quốc trấn an những người nghĩ rằng vì chậm giải ngân sẽ tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng, nếu thật sự minh bạch trong thu chi thì cần có kiểm toán độc lập và đây là hình cảnh hoang tàn sau bão lũ ở Yên Bái. Nếu không làm được điều đó thì đợt minh bạch này chắc chỉ có ích để bà con bóc phốt những người fake bill, tức là làm giả số tiền đóng góp. Vốn là chuyện không liên quan đến mục đích cứu người của từ thiện và không quá quan trọng trong thời điểm khó khăn này của người dân miền Bắc, ông Hậu viết trên Facebook của mình. BBC đánh giá việc fake bill không chỉ có vấn đề về mặt đạo đức mà có thể liên quan tới cả mặt pháp lý nhiều người dùng mạng xã hội đã phát hiện có những người đang thông tin ủng hộ với số tiền lớn hơn gấp 10, thậm chí 100 lần số tiền theo sao kê do mặt trận tổ quốc công bố. Vẫn theo BBC, nếu cá nhân đại diện cho nhiều người, hội nhóm hay tổ chức đứng ra kêu đóng góp mà có hành vi sửa đổi, giả mạo sao kê tiền ủng hộ với mục đích ăn chặn tiền từ thiện, có thể bị pháp luật xử lý. BBC nêu dẫn chứng vụ một người tên L đã thực hiện một phiên đấu giá một đôi giày trẻ em với mục đích gây quỹ giúp nạn nhân bảo Gia Kỳ. Số tiền quyên góp sau đấu giá là 8,5 triệu đồng và bà tuyên bố sẽ ủng hộ thêm 1,5 triệu đồng cho tròn 10 triệu. Nhưng sau khi mặt trận tổ quốc công bố sau kê, mọi người phát hiện bà chỉ chuyển 100.000 đồng. Sau khi vụ việc bị phát giác, bà đã xin lỗi và chuyển lại đúng 10 triệu đồng tới mặt trận tổ quốc. Theo luật sư Sơn, việc một cá nhân đứng ra đại diện tập thể đóng góp nhưng lại đóng góp số tiền ít hơn thực thu mà không cho tập thể biết sẽ phạm vào tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những bất cập trong việc mặt trận tổ quốc sao kê tiền quyên góp từ thiện. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới